Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự thảo nghị định quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa, gỡ vướng cấp phép cho hàng nghìn bến thủy. Cầu treo Pan xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa bị hư hỏng ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên cả nước đang có gần 1.900 bến thủy hàng hóa không phép trong đó khoảng 1.000 bến có khả năng cấp phép. Tuy nhiên, do vướng các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch của địa phương nên vẫn chưa thể cấp phép bến. Để tháo gỡ khó khăn trên, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đang trình chính, chính phủ dự thảo Nghị định Quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Theo đó, dự thảo quy định bến thủy nội địa đang khai thác mà chưa có giấy phép hoạt động nếu không vi phạm hành lang bảo vệ công trình, không ở vị trí gây nguy hiểm về an toàn giao thông, có thể được xem xét công bố hoạt động. Thời hạn quyết định công bố hoạt động không quá 2 năm. Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày công bố hoạt động, người khai thác phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định về thủ tục bờ bến tại nghị định này để công bố hoạt động. Với chiều dài chưa đến 1 km, nhưng hiện nay tuyến đường Lê Quý Đôn thuộc phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Điểm thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông là đoạn giao cắt giữa đường Trần Phú và Lê Quý Đôn. Vào đầu giờ buổi sáng và trưa, thời điểm này có khoảng gần 5.000 học sinh của 3 trường, gồm Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, Trường Trung học cơ sở Quang Trung và Trường Phổ thông Trung học Đào Duy Từ, tan trường và cùng đổ ra đường gây ra tình trạng ủn tắc giao thông. Ngoài ra, ngay tại đầu đường Lê Quý Đôn, đoạn ngã tư giao với đường Trần Phú, một số hộ dân buôn bán hoa quả tại nhà đã chiếm dụng về hè dành cho người đi bộ để bày bán hoa quả. Thậm chí, người mua hàng còn để xe dưới lòng đường, khiến tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường ngày càng nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, cầu Cho Pan được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 300 hộ dân các bản Mí, Pé và Bản Bá của xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa. Tuy nhiên, đợt mưa lũ diễn ra vào những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua đã làm cho cầu bị hư hỏng hoàn toàn khiến việc đi lại của người dân ở đây hết sức khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố cầu hỏng, huyện Quan Hóa đã trang cấp cho xã Phú Xuân một xuồng máy nhằm vận chuyển người dân qua sông. Ngoài ra, Ủy ban dân xã kêu gọi các hộ dân có xuồng máy đưa phương tiện vào hoạt động, nâng tổng số xuồng máy phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân sau khi cầu treo pan hỏng là năm chiếc. Và dù những phương tiện này hoạt động hết công suất, thế nhưng người dân vẫn phải chờ đợi khá lâu mới được qua sông. Đây nó dân nó nhiều, nó ba, ba, làng bên kia nó còn nhiều, nó, nó cũng phải bất bạ. Trước bây giờ là mong ở cấp trên là làm cái cầu cho dân với xã đi cho nó hoàn toàn cầu treo pan là một trong ba cầu treo của huyện bị thiệt hại nghiêm trọng hiện tại toàn bộ dây néo giữ thăng bằng của cầu bị đứt phía bên trái cầu phần trụ bị gãy đổ mặt cầu đã lật nghiêng hoàn toàn cầu bị hư hỏng không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân mà còn khiến mọi hoạt động ở đây bị ngừng trệ các công trình công cộng của xã đang thi công buộc phải tạm dừng do không có đường vận chuyển nguyên vật liệu người dân phải mất thêm chi phí thuê nhân công vận chuyển sản phẩm lâm sản sang bên kia sông Đặc biệt, gần một tháng nay, hơn 290 cháu học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở ở ba bản Mỹ, Pé và Bản Bá của xã Xuân Phú đã không thể đến lớp do cây cầu qua lại trước đây đã bị hỏng. Tiểu học và trường mầm non ấy thì chúng tôi phải vẫn buộc phải chia hai điểm, chia chia giáo viên ra rồi là các bàn ghế phải chia ra để các cháu học được kịp thời. Mặc dù huyện Quan Hóa và chính quyền xã Phú Xuân đã kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời sự cố cầu hỏng, song về lâu dài, huyện Quan Hóa cần sớm phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai đồng bộ giải pháp sửa chữa cầu hỏng, đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.